Chào các bạn. Tôi là Anja. Hôm nay mình sẽ mọc như những cây nhỏ trong cuốn sách Cây gia đình. Bạn sẵn sàng chưa? Mình sẽ bắt đầu xa dưới mặt đất vì mình là mấy hạt giống nhỏ mọc lên trở thành một cây lớn. Bắt đầu, mình sẽ thu mình lại. Mình sẽ trốn dưới mặt đất. Tôi là một hạt giống nhỏ. Nhỏ và tròn. Tôi đang ngủ dưới đất nếu bạn tưới nước bạn nên coi chừng bởi vì tôi sẽ bắt đầu mọc lên tôi là một hạt giống nhỏ xem tôi mọc lên bạn có thể thấy những chiếc lá của tôi mở ra không xin chào thế giới tôi hét lên bởi vì tôi đang bắt đầu mọc lên tôi là một cây nhỏ đang mọc cao. Tôi kéo dài thân của tôi ra. Tôi không phải là nhỏ rồi. Tôi bán xuyên qua đất bụi như một viên bi. Tôi đang bắt đầu mọc lên. Tôi là một cây nhỏ, nhưng tôi sẽ là gì? Một cây brush hay là một cây cam nát? Thời gian sẽ trả lời. Cứ chờ và xem bởi vì tôi đang bắt đầu mọc lên hoan hô mọi người mình đã lớn lên trở thành một cây to